Chào bạn. Vô camera. Vừa làm kịp lúc các bạn là Honda Fujilet. Thì anh ghé là khắc phục lỗi cơ bản là một, nhưng mà cái chính đây là anh muốn xe khỏe hơn chút. Thì số đồ trên xe này là hiện tại là đang là 20.000 km nha các bạn, 20.000 cây số. Thì bắt đầu là xuất hiện hiện tượng là bể bánh đăng cam. Ở đây là sẽ không tranh luận với anh em là tại sao bể, hay là có những anh em nói là ở xe tôi đi bao nhiêu cây số không bể hay này gì kia hết. Đụng bể là sẽ xử lý như thế nào à, mới là quan trọng. Chứ không thật sự đi Fujilet là bắt buộc phải bể đối với một xe Vin. Thì em sẽ thay lại một cần tăng cam mới cho ảnh. Rất may là tới kịp lúc, tại vì bể cao su. Bể cao su là giai đoạn đầu thì bắt đầu là nghe cái máy nó không ấm nữa, bắt đầu nó xè xè. Nhưng mà tới lớp cao su nè thì nó qua lớp sắt. Tới lớp sắt này là thua, là phải chạy máy luôn á. Là kêu là hay, đúng hay không bằng hên, ghé kịp lúc. Rồi những cái này kêu là cái bánh. Cái bánh này thì như cao su mà các bạn, cao su ghét chân sâu cũng vậy đi. Thì nó là hao mòn tự nhiên trên xe các bạn. Thì là các bạn đi á, là nó phải có độ mòn. Thì mình sẽ thay lại cao su. Đây là bánh lòng, bánh đỡ, hãng cho ảnh là về phần bên lửa đó. Phần bên lửa là nó sẽ gồm gì? Ống 6 là sao? Ống 6 sinh cam. Sinh cam em thay nè. Rồi nè, bộ ống 6 là em thay. Bộ ống 6 xe full led mình nó cũng dễ tuột lắm nha, dễ tuột nhớt lắm. Đó là em sẽ thay ống 6, thay lại sinh cam, thay lại. Còn cái này á, là khi mà thay lại là bảo hành 1 năm. Không cần biết anh đi nhiều đi ít gì hết á, cứ hư là em thay à. Đó rồi, còn cái này là lược nhớt. Thì lược nhớt xe này, xe 20.000 cây, ốc xe nhớt chưa hư. Nhưng mà cái lược nhớt nó bị rách tan nát vậy nè. Thì chưa biết lý do. Đó thì sẽ thay lại bằng một cái lọc nhớt hãng cho ảnh. Rồi là phần bên lửa. Thì Honda Fujilet đó, phần bên lửa là cái phần đáng để các bạn kháng phục nhất. Là những cái chi tiết ở đây, sinh cam, bánh lòng, bánh đỡ, ống 6, lò xo, sinh cam. Sinh cam nó cũng mâu giãn nữa các bạn. Và cái thằng chủ yếu nhất là cái ông nội này là cần đăng cam, bắt buộc là phải thay. Xe mới, xe cũ gì cứ thay là đảm bảo an toàn về sau. Giống như hiện tại bây giờ số km là 20.000 cây, thì bây giờ thay thì kịp lúc thì có thể là đi tới 40.000, 50.000, không cần phải ra máy. Còn nếu các bạn không có hiện sớm thì các bạn cứ để ở đó, rồi các bạn đi tới một lúc nào đó thì nó khuyết vô nửa cây sắt này, thì dĩ nhiên ba vớ sắt nó đi hết cái máy. Mà vô trường hợp này xui rủi là như cái xe này, xe mới 20.000 cây chưa làm bất cứ gì, mà ông nội lọc nhớt này không hiểu gì lý do gì sao nó rách. Thì khi mà ông nội này nó bể thì không phải là bắt đầu nó đi qua máy này, bắt đầu đi hết luôn, ai mà cứu, đúng không? Bởi vậy cho nên là tay mới nói là không muốn tranh luận, nhưng mà mình có làm được hay không, mình khắc phục được hay không, đó là vấn đề cần thiết ở một cái người chủ xe, người ta cần. Rồi nói qua bên nồi. Nồi này thì bắt đầu các bạn thấy là xuất hiện tượng là bắt đầu là cháy đen nè, nâu đậm luôn rồi. Từ nâu đậm nó sẽ chuyển qua màu đen. Đó thì em sẽ thay lại là lá bố đúng chính hãng của Honda Thái Lan cho xe này. Đó là một. Thì bố, mình thay bố thì nó đã bắt tốt hơn, bắt khỏe hơn so với lại bố cũ bị cháy trên xe. Nhưng mà là tay xe đáp là ba cái lò xo Vin nè và ba cái lò xo nặng, thì để cho nó cảm giác là vừa chân, không ráp hết 6 cái. Ráp hết 6 cái thì nó quá nặng, có một số người ta đi không được, thì ráp 3 nặng 3 nhẹ đối xứng nhau để mà nó vừa chân hơn. Tiếp đó nó là cặp nhông xéo ha. Cặp nhông xéo thì hồi nãy em mới quay cái clip anh em chuông đi gia công rồi, thì bây giờ ở đây là còn là cái chuồng heo ở đằng sau, thì em xin phép là em xé luôn. Ở khía cạnh là khách hàng đi, thì khách hàng thì người ta không hiểu, người ta thắc mắc là đầu tiên là nguồn gốc xuất xứ trước đã, là có đúng chính hãng hay không, có đúng đồ Thái hay không, đúng đồ Nhật đồ hay không. Nhưng mà mình nói với các bạn luôn á, đi mua đồ lô còn khó hơn đi mua đồ hãng. Bởi vì đồ lô nó không có thì sao mua, trong khi đó đồ hãng thì là xe cúp nó đã ra từ bữa giờ ra được 4-5 năm rồi, đúng không? 3-4 năm gì đó thì dĩ nhiên là nó phải có rồi. Ở đây là phụ tùng sản xuất dành cho Honda Cup. Rồi cái thứ hai, nhìn trên khía cạnh là phụ tùng đi, các bạn coi là cái mã K09 nè, và các bạn coi những cái tán ly vê nè, cái chất liệu thép của nó nè, chất liệu nhôm của nó quá đẹp để mà bất cứ đồ lô nào không thể đáp ứng được. Và so với đồ hãng, mà đồ hãng Việt Nam, ví dụ một cái chuồng heo của Fujilet như vậy, các bạn thấy là từ nước nhôm nè cho tới tán ly vê nè, nó không có sự khác biệt nữa. Thì nếu mà đồ lô mà đồ nhái á, mà nhái cao tiền vậy thì nhái làm chi, đúng không? Bởi vì cần một cái số tiền cao đó làm ra một sản phẩm tốt,
mà với một cái sản phẩm tốt như vậy á thì giá thành nó không rẻ được đó. Các bạn thấy ở đây mình so sánh là cái chuồng heo của Honda Futurelet zin ở trên xe khi tháo ra, còn đây là chuồng heo của Super Cup đời 2020-2022 đó, nhông xéo ở đằng trước nó xéo và ở sau nó xéo luôn đó. Thì xéo thì nó mới vô rảnh được, còn thẳng với thẳng thì mới vô rảnh được rồi. Và khi mình lên bộ nồi là xe mình nó sẽ khỏe hơn ở gia tốc đầu 1-2 rồi, còn 3-4 là chỉ đỡ thôi nha, bởi vì do kết cấu bộ số cho nên là các bạn không thể nào mà cải thiện hoàn toàn 100% nếu không can thiệp vào máy được. Và ở đây là sẽ gắn thêm cho chủ xe là một cái cam và một cái kim phun. Xe Futurelet thì thiếu xăng cực kỳ, cho nên các bạn đi các bạn hay xuất hiện là hiện tượng là anh em hay hỏi là lên dốc cầu hay gì đó nghe cái tiếng lạ, đó là nó thiếu xăng, nó róc đồ, mà trong lúc đó cái xe mình nó không khỏe, nó không kéo được cái xe, nó thiếu xăng thì nó róc hơi đó. Và em sẽ gắn một cái cam và một cái kim, khi các bạn trải nghiệm là đường dài thì sẽ là một cái trải nghiệm tốt nhất. Những cái phụ tùng cũ này tháo ra 10 người là hết 10 người bắt buộc phải đem về nha, không được để lại tìm em cho dù người đó có cho đó. Cái thứ hai là hồng xăng ở trên đây là hồng xăng là mình sẽ có sẵn mình đổi với các bạn. Ở đây là hồng xăng, ưu điểm của nó là nó sẽ nhẹ hơn cái hồng xăng ở trên xe các bạn. Thì trên cái hồng xăng này nè là mình xử lý lại đồng tiền đó, và đồng tiền mình sử dụng vẫn là đồng tiền zin luôn nha. Cái đồng tiền này là ví dụ như là size 22 thì này là size 23, nó lớn hơn 1 ly đó, nhưng mà là đồng tiền zin của cây hin đó, chứ không sử dụng đồng tiền lô luôn, là một. Và khi mà để thực hiện cái bước mà thay được cái hồng xăng này á, cái hồng xăng này là em đổi bù nha, là em có sẵn tại tiệm đúng đồ chính hãng đồ hết, em làm gia công sẵn, anh em tới là đổi để đỡ mất thời gian của anh em. Đa số là anh em Sài Gòn mình, em tỉnh lên làm thì ai cũng sẽ có cái công việc của người ta hết đó, không thể nào bắt người ta chờ từ sáng tới tối luôn, còn ở đây có sẵn vô 2 phút là xong. Thì trên hồng xăng này nó có một cái TBS, thì để mà thay được hồng xăng này phải gỡ TBS này gắn qua. Khi gỡ TBS này gắn qua là nó sai lệch độ mở bấm ga là ông nội này, thì các bạn phải cần có một cái dụng cụ kêu là cái máy set á, để các bạn set lại vị trí bướm ga về lại vị trí ban đầu đó. Rồi còn đây là bơm nhớt thì hiện tại bây giờ dành cho Honda Futurelet á thì nó có là 6-7 thương hiệu, anh em nào thấy thương hiệu nào anh em quen xài anh em có thể sử dụng. Một là NK, hai là Take, ba là Kitaco, bốn là ATE đó. Là em thì em biết 4 hiệu đó trước, nhưng mà em nghĩ hiệu nhiều hơn á, bởi vì nó có một số dòng cao cấp hay gì nữa, thì mình quen cái nào mình xài cái đó. Bơm nhớt này thì nó tăng cái lượng nhớt lưu thông lên đầu bò xuống lòng rồi luôn, để mà nuôi cam cò tốt hơn nè và giải nhiệt. Có một cái trường hợp á là tất cả anh em đi dòng máy Futurelet 125, quay y 125, Super Cup 125 đều bị là buổi sáng sớm khi nhấn đề là cái xe nó bơm nhớt chậm, nó bơm khoảng đâu là 10-15 giây. Thì trong khoảng thời gian đó nó sẽ kêu cọc 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 cọc, đúng các bạn. Thì là khoảng sau 15 hoặc là 30 giây đó thì cái xe các bạn nó mới hết kêu. Thì khi mà các bạn lên cái bơm nhớt lớn này nè, nó cũng sẽ hạn chế vấn đề đó, nó sẽ rút số giây các bạn ngắn xuống lại. Ví dụ bình thường các bạn mất 15 giây để bơm nhớt thì có thể là nó mất 5 giây là để bơm nhớt lên xong. Bơm rất mạnh nha các bạn. Rồi giờ em giới thiệu sơ qua những món đồ sẽ khắc phục lỗi cơ bản. Và riêng ở xe này là khi lên cặp nhông xéo á, là người ta sẽ cải thiện được cái da đốc tóc đầu chút xíu đó. Bởi vì mình thì mình thực hiện là mình làm xe zin, cho nên là mình không phải nói nó mạnh hay này kia, mình chỉ dùng từ là nó cải thiện da tóc đầu chút xíu thôi cho chủ xe và giúp cái xe các bạn tăng độ bền hơn. Bởi vì có những câu hỏi anh em hỏi trên mạng cũng rất là hay, là anh hỏi là tại sao cũng là đồ hãng, trên xe là xe người ta đang đồ hãng thì anh tay gỡ ra anh tay thay cũng là đồ hãng mà anh tay nói là khắc phục được những cái lỗi này lỗi kia. Thì đúng rồi, chủ xe nãy cũng hỏi á, ổng nói là sao xe phu chợ neo á chạy nhẹ đồ á, thì là em thay đồ vô em thay lại của phu chợ neo. Hồi đó giờ từ lúc có xe phu mập ra giờ em đâu có nói đâu, có anh hỏi giờ em nói thì giờ phu neo nó không hư thì bây giờ lấy đồ phu neo gắn qua đi chứ làm chi vậy. Là chắc chắn là đó giờ chưa xuất hiện trên kênh đâu. Các bạn hay thấy em thay chuồng heo dùng đồ là chuồng heo phu neo á, phu neo đâu hư chuồng heo đâu, thì giờ phu lét nó hư rồi lấy chuồng heo phu neo bỏ qua. Còn giờ ví dụ như cái này nó hư đi thì chủ xe ở đây người ta muốn cải thiện nữa hoặc là chất lượng tốt hơn đi thì người ta sử dụng nhông nồi cúp Super Cup, là chuồng heo Super Cup nè.
lá bố đồ cũng vậy, thì cái nào không hư xài cái đó. Đó là cái câu trả lời cho các bạn chính xác nhất thời điểm ngày hôm nay giờ, đúng không? Hồi đó giờ em ghét em không nói, nhưng mà đây chủ xe hỏi rất là dễ thương. Anh nói là cái xe Funel chạy nhẹ lắm nha, mà êm lắm. Đúng rồi, rồi lấy đồ Funel bỏ qua ráp y chang vô Vinh hết á. Không khác, riêng về phần nồi nó chỉ khác là cự ly lòng, chiều dài lòng rồi thôi, chứ còn mà từ chuồng heo, lá bố cái gì, mọi thứ lá sắt đụng vậy bỏ qua là xài chung với nhau hết á, bình thường. Cho nên đó lý do tại sao các bạn cũng thấy là em mở ra em trên một cái chiếc xe hãng, em thay lại đồ hãng, thay lại đồ vô Funel vô. Đó gì đâu. Cảm ơn các bạn nhiều. Thì hôm nay là em sẽ tiến hành là khắc phục lỗi cơ bản trên xe Honda Futurelet. Thì để tranh thủ thời gian cho chủ xe á, thì em sẽ đem cái nông nồi cúp này, đó là nông nồi mới, cái chuông mới á, chưa xé chưa gì hết ha. Em sẽ bỏ em đi làm trước để tiết kiệm thời gian cho chủ xe. Thì khắc phục lỗi cơ bản xe Futurelet á như thế nào thì các bạn thấy cũng nhiều. Rồi bây giờ mình nói qua nhông cúp đi, sau này thì nhông cúp này là mình tự tin là một, mình là người gắn đầu tiên Việt Nam luôn á cho xe Future. Thì cái nhông này nè, nó là nhông xéo. Cái nhông trên xe mình là nhông thẳng. Đó các bạn thấy nó thẳng băng à, còn này nó xéo xẹo à. Thì cái nhông xéo lúc nào nó cũng cho ra cái gia tốc nó tốt hơn cái nhông thẳng hết á, là một. Thì để nhiều người thì hay hỏi em là cặp nhông này thì là bao nhiêu tiền. Thì em bảo đảm luôn giá tiền mà cặp nhông này thì chắc chắn ai cũng sẽ đủ khả năng để mua. Nhưng mà không phải là khi các bạn mua cặp nhông này các bạn gắn vô là được đâu. Bởi vì sao? Nhông này là nhông mới. Cái nồi này là nồi cũ của các bạn. Cho anh mượn bố ba càng đi. Thì bây giờ trên xe mình là bố ba càng ngắn nữa, mình sẽ chuyển qua bố ba càng dài. Thì bây giờ là một ông cũ một ông mới, thì các bạn phải đem cái ông mới nè các bạn bỏ vô đây. Khi các bạn bỏ vô đây á là cái độ bung ba càng nó khác nè. Và giữa ông mới và ông cũ này nè, cái này mới cái này cũ đi, cái đế này cũ đi, thì nó sẽ có độ sai lệch. Thì bắt buộc luôn là các bạn phải đem cái bộ này đó, đem là một món nè, hai món nè và ba món nè, đem ra thợ tiện người ta gia công lại để người ta canh chỉnh bố nó ăn đều hơn và nó bắt chuẩn hơn thì mới được. Chứ không phải là bây giờ là tôi mua cặp nhông này tôi ráp vô đây một cước là lấy, thì đúng là lấy thiệt đó các bạn. Nhưng mà còn vấn đề là người thợ người ta canh chỉnh như thế nào nữa. Chứ bây giờ để vậy là ráp là như Vinh rồi đó, không chết cháo rồi đó. Nhưng mà bố cũ nè, cái bố cũ cái bố mới thì giờ nó hở bố làm sao, đúng không? Thì mình phải thay bố. Mà khi mà mình thay bố thì giữ cái bố mới và cái chuông mới nó ăn đâu có đều đâu. Thì dĩ nhiên là mình cũng phải đi gia công tiệm tiện lại các bạn. Đó, cho nên nhiều anh hay hỏi là cặp nhông thú là nhiêu tiền, là mua giờ ráp hay không, ráp như Vinh hay không. Đó là câu trả lời quan trọng nhất cho khán giả xem kênh. Còn chào bạn, thì cái này là xong ha, đem về ha. Thì mình làm là mình xử lý chuông lại nè các bạn, xử lý trong nè, là mình canh bố vớt chuông lại các bạn, là một. Và ở đây nè là bố càng dài, sau khi làm xong đó mình bỏ ra thời tiện mình làm ha, để người ta thay cao su ba càng ở trong, ta kiểm tra lò xo đồ lại, người ta săn chơi bố lại nó đều, nó ngay với cái chuông mới được. Chứ không phải là như các bạn nghĩ là chỉ là lấy bố mua cái này, mua cái chuông trước này bỏ vô là lầm. Nó phải trải qua giai đoạn là qua thời tiện nữa. Nồi này bắt đầu mình ráp xong rồi nè. Đó, nồi này nồi cúp luôn, KOG. Bây giờ tiến hành ráp lên cho anh trai chủ xe ha, một cặp nhông xéo. Đó, nếu mà đúng nghĩa nguyên full bộ nồi là nó phải ăn dày. Tại nhiều anh em hay hỏi mua là chỉ mua cái nhông và cái chuông trước thôi, nên này nó mới hai bộ phận rồi, nó còn lá bố lò xo bố bắt càng nữa. Xe Futurelet khắc phục lỗi cơ bản không có chị hú nha các bạn. Bởi vì nhiều anh em á hỏi là ủa làm lỗi cơ bản sẽ có hết hú hay không, làm lỗi cơ bản không hết hú, bởi vì hú là nó hú số. Mà làm á thì làm cần nâng cam, làm nồi đứng đây quay ra đây cho đỡ xe thì sao mà hết được, đúng không? Nhưng mà khi mà làm vậy xe sẽ đi bền hơn, vừa ý mình hơn và an toàn cho mình hơn. Đó, ở trên đây thì em có chỉnh sửa thêm một cái số chi tiết, ví dụ như là thay cái bao tay cho ảnh nè, rồi hẹn gọng đầu đèn, phích lỗi dàn áo rè rồi cho ảnh là xong. Đây là combo là chở con đi học đó các bạn, để chân lên đây nè. Đó, hơi bị tới nha các bạn, không phải là muốn có là dễ đâu, không phải ai cũng có được cái combo này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.